Em chị đầy chị... rõ rồi. Ồ. Em đầy chưa? Em gần đầy rồi. Thế à? Thế chị em mình về đi. Chị ơi. Sao? Đồ chị lắm buồn nè. Hay chị xuống kia giữa đi sạch không về nệm mắng à. Đợi đó, bà biết ta. Cá này, để tôi hết này. Cá. Ôi, cá của chị. Cám ơi là cám. Vậy là em đã đổ hết số cá của chị rồi. Bon Bon TV. Cám ơi, em xong chưa? Ra em đây, để em xíu xong rồi. Em ra liền. Trời ơi, chị đi thôi chị. Ủa, sao đi bắt cá mà em ăn mặc đẹp thế? Ủa, chị kỳ cục ghê. Em mặc đẹp vậy nè, xung quanh cá nó bay lại đây, bắt thì nó mới nhiều chứ. Thế hôm sau đi hội không có quần áo đẹp thì lấy gì mà mặc? Thôi kệ đi, bây giờ mình đi bắt cá đã. Đi chị. Thôi chị em mình đi vậy. Nhanh lên, mặt trời lên cao rồi đấy. Ngày xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em, tên được cha đẹp là Tâm Cám. Từ thơ ấu thơ, Tâm đã mơ về hồi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm. Cô ấm vào đâu mà ấm. Thôi nhanh lên đi, mặt trời lên cao lắm rồi đấy. Nhanh còn về mà nấu cơm cho gì. Cám ơi, nhanh lên em, đến dạ, rồi. Dạ vâng ạ, à, đợi em xíu. Đến rồi em ơi. Ô, cá nè. Cá to ghê. Đúng rồi, bây giờ chị bắt đây. Chị bắt đi. Wow, con cá này đẹp quá. Nhiều cá quá. Cám ơi, chị bắt được con cá to lắm. Cứ bắt đi. Tụi mày biết tay bà nha. Đấy, đúng rồi, cá to kìa, đúng rồi. Ôi, nóng quá. Wow, có cả tôm nữa. Wow, ui, con cá này to thế. Không vừa giấu được luôn. Đầy quá rồi. Cám ơi, em xong chưa? Xưa ơi là xưa. Dạ, em chị... xong rồi. Em lên đầy rõ rồi. Chị đầy rõ rồi. Vâng ạ, à, để em xíu. Em chị đầy chị... rõ rồi. Ồ. Em đầy chưa? Em gần đầy rồi. Thế à, thế chị em mình về đi. Chị ơi. Sao? Đồ chị lắm buồn nè. Hay chị xuống kia giữa đi sạch không về mẹ mắng à. Ồ thế à, đồ chị lắm buồn rồi à. Đây, đưa em cầm hộ cho. Ừ, thế cầm hộ chị nhá. Dạ chị vâng. Ra kia chị ngụp rửa xong rồi chị em mình về nhá. Dạ vâng, chị đi nhanh lên nhé. Con quỷ. Đợi đó, bà biết ta. Cá này, của tôi hết này. Cá. Thôi, chị giữa đi nha. Em về trước đây. Hay rồi đấy. Cám ơi, chị xong rồi. Em đâu? Ôi, cá của chị. Cám ơi là cám. Vậy là em đã đổ hết số cá của chị rồi. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.